Hello mọi người, thì trên tay mình là một con cá trống full gold gen nha. Đó, cá trống cũng lớn lắm rồi đó, cái size đó. Có cái đuôi cũng to á. Xong rồi giờ mình đem ép đó là con mái. Rồi con mái nào bắt nó lại coi. Wow, con mái kìa. Con mái bụng bầu quá trời luôn. Ú nô nặng luôn. Đây con mái là cũng là con full gold gen luôn nha. Mới đầu mua cái màu nó không có được sáng đâu, tại người ta nuôi trong cái nền tối á, cho nên là con cá nó bị sẫm màu xuống. Xong về cái mình lên mạng á, nhiều người nuôi cá người ta chỉ á, là con full gold này là phải nuôi trong cái nền vàng hoặc là cái nền nền thùng xốp á, xong rồi để nền nước lá bàn á, thì con cá này nó sẽ lên màu đẹp lắm. Còn nếu mà nuôi trong cái nền tối thì cho dù con cá đẹp cách mấy á, thì sau này nó cũng sẽ bị xuống màu và nó tối, nó không đẹp nữa. Đó, cho nên mình mới nuôi trong cái nền màu vàng, cái con cá nó được cứu vãn được một tí màu là lên ánh kim một xíu xíu đẹp từ từ đó. Rồi hôm nay mình sẽ quay cận cảnh con mái full gold gen này nó đẻ cho mọi người coi nha. Đó, mình đặt cái vòng tròn đỏ đó là nơi cái con cá nó gớt xuống đó, rơi xuống rồi kìa. Đó, khi con cá con vừa mới đẻ ra là nó cuộn tròn, sau đó là nó rơi xuống nước, xong cái đầu nó bung ra. Đó là nó có cái đuôi, cái nó bơi lên đó. Con bảy màu thì nó đẻ cá con liền luôn, chứ không phải như là beta, lithia. Lithia này nó đẻ trứng rồi nó nở. Còn bảy màu là đẻ ra là cái con nó bơi liền được luôn đó, nó rất là khỏe luôn. Và cái con cá bảy màu con nó cũng to hơn con cá lithia con nhiều lắm. Đó, khi cá mẹ vừa đẻ ra thì cá con nó cuộn tròn lại. Đó, xong cái nó bung ra đó, vươn mình ra thế giới liền, thế là nó bơi liền đó, khỏe ra à. Một con mái full gold nó tùy vào cái size con mái nào to thì đẻ khoảng 50 tới 60 con, còn con mái vừa vừa thì cũng 20 đến 30 con đó, tùy theo cái size con mẹ thôi. Con mẹ càng to thì cái phần số lượng cá con đẻ ra càng nhiều đó, nhìn nó ham lắm đó. Con mẹ vàng như vậy đó, con full gold gen mà, thì đẻ ra cái con nó cũng vàng theo à. Và cũng phụ thuộc vào một phần lớn là ở con cá trống nữa chứ. Con cá mái màu vàng, con cá trống màu vàng thì đẻ ra con sẽ vàng. Đó, con nó đẻ nha. Đẻ một lần chỗ này nó đẻ rơi nhiều lắm. Đó. Rơi nhìn thấy ham luôn á. Đó, rơi 2-3 con một lượt luôn rồi đó. Rồi cuối cùng là đẻ xong. Cái bầy này nó đẻ được 50 con á mọi người. Đó, cá con nhỏ nhỏ xíu à, mà nó vàng. Mọi người nhìn cơ bản là cũng đã thấy con cá con nhỏ vừa đẻ ra là đã có cái màu vàng rồi. Còn con bảy màu bình thường á thì đẻ ra nó sẽ đen đen, là theo giống bố mẹ nó thôi. Đó, lý do mình để cái bầy cá con này trong cái nền vàng á là để cho con full gold này á, nó vừa mới sinh ra là đã sống trong một cái môi trường rất là tốt rồi. Nó có cái nền vàng để cho con cá nó giữ được cái màu đẹp. Sau này cái bầy này nó sẽ lên màu đẹp. Đó, nó không phải như con mẹ nó ngày xưa mới mua về cái nó bị xuống màu á. Thì bắt đầu phải để trong cái nền vàng này nè, cái đầu nó sẽ vớt vát được một tí vàng lại đó. Nó sẽ đỡ hơn, rõ rệt luôn mọi người. Không có cần là phải full gold nha. Bây giờ mình đã thử rồi, con bảy màu bình thường á, bảy màu rừng này nọ đó là nó đen thui à ha. Khi nuôi trong một cái hồ mà xi măng á, nó sẽ tối màu. Xong mình cứ thả vào một cái xô màu vàng gì đó, để một thời gian thôi, xong là cái con cá màu này nó sẽ đổi màu liền. Nó sẽ đổi màu vàng từ từ trên mình, nó sẽ sáng lên. Xong cái khi mình thả lại cái hồ cũ là mình thấy nó sẽ khác biệt nhất trong đàn luôn, trong bầy luôn. Đó là do nó ảnh hưởng bởi cái màu sắc, màu nền đó. Đó, và đây là cái bầy full gold hồi nãy nè, mình đã nuôi gần một tuần rồi đó mọi người, cho nên là nhìn cái size nó sẽ lớn hơn một xíu ha, nhưng mà cái màu vàng nó vẫn còn giữ nguyên rất là đẹp luôn nha. Nuôi kỹ như vậy đó, cá rất là khỏe. Rồi mọi người hãy chờ đón, mình sẽ quay một cái video về cái bầy full gold này sau này nó sẽ trưởng thành như thế nào nha. Nhớ đón xem nhé. Giờ thì mình xin tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.